Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đang đến rất gần với kỳ thi quan trọng cuối cùng của nửa năm học đầu tiên. Và đây là kỳ thi cuối học kỳ 1. Thì hôm nay cô sẽ giúp các bạn cùng phân tích và chữa chi tiết một đề thi cuối học kỳ 1 lớp 6 ở một trường cụ thể ở trên địa bàn Hà Nội và diễn ra vào năm 2018-2019. Thế thì các bạn hãy nhớ là đang đến kỳ thi cuối học kỳ 1 thì nó sẽ rơi vào những nội dung nào? Đối với lớp 6 thì các bạn sẽ học về hai chuyên đề số học, đó là về ôn tập và bổ túc số tự nhiên và số nguyên. Còn về hình thì các bạn học về chuyên đề đoạn thẳng. Và chúng ta hãy cùng nhìn cho cô về cái đề này nhé. Thì đề tương ứng với 90 phút gồm có 5 câu, 5 bài. Bài 1 yêu cầu là thực hiện phép tính, chắc chắn là sử dụng rất nhiều liên quan đến số nguyên và số tự nhiên, cũng như có các quy tắc về dấu ngoặc và lũy thừa. Bài số 2, tìm số nguyên x biết. Đây là bài toán rất là quen thuộc rồi, nhưng người ta lồng ghép thêm về trị tuyệt đối và những cái phức tạp hơn đúng không? Bài 3 là một bài về giải bài toán có lời văn. Đó. Thì cái phần này các bạn có thể đã làm rất nhiều rồi, nó liên quan đến bội và ước. Bài 4 là một bài về thuần túy là hình đúng không? Thì chúng ta hãy cùng xem xét. Bài số 5 là một bài khó để lấy được điểm số 10. Và điểm này thì các bạn cần phải tập trung nhiều vào các bài nâng cao. Thế thì ở phần 1 video này thì cô giúp chúng ta chữa chi tiết 3 bài đầu tiên. Còn trong phần 2 thì cô sẽ giúp các bạn thực hiện những bài còn lại. Đối với đề kiểm tra này thì cô sẽ chia thành hai phần. Phần 1 cô giúp các bạn thực hiện chi tiết bài 1, bài 2 và bài 3. Tiếp theo chúng ta sẽ hoàn thành nốt bài hình và bài cuối. Vì vậy mà các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được bài giảng kịp thời nhé. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng đi vào bài đầu tiên. Bài 1 đó là thực hiện phép tính nếu có thể. À đây, hợp lý nếu có thể. Và người ta cho 4 ý tương ứng với 2 điểm. Có thể tự tính được là mỗi ý tương ứng với 0,5 điểm. Người ta mở ngoặc hợp lý nếu có thể. Đó là khi các bạn biết được cách là đi nhóm này, sử dụng các tính chất sao cho ra được kết quả nhanh hơn. Còn nếu mà không thể nào nghĩ ra được thì đành phải tính bình thường thôi, đúng không? Đó, thì các bạn hãy đọc đề cho cô. Phần A, bao gồm chỉ là các phép cộng của số nguyên thôi. Trong đó nhận xét thấy được có 2, 3 số nguyên âm đúng không? 2 số nguyên dương. Vậy thì có thể kết hợp được với nhau hay không? Mà phép cộng thì có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp. Phần B có hai lớp ngoặc và một đây là lũy thừa đúng không? Đó. Thì các bạn ưu tiên là tính lũy thừa trước và trong ngoặc. Phần C có cả phép nhân và phép cộng, nghĩ đến tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng. Phần D có hai ngoặc nhưng mà chúng ta có thể phá ngoặc. Đấy. Thì đây là những nhận xét đầu tiên và rất cần thiết khi mà chúng ta thực hiện bất cứ một bài toán nào, cho dù các bạn đang ở lớp 6 hay là ở lớp 12. Việc nhận xét này thì giúp chúng ta đi được những con đường nó nhanh hơn và nó cũng đỡ gian nan hơn. Đấy. Bây giờ chúng ta việc đầu tiên là cần phải đi chép đề đúng. Âm 27 cộng 34. Các bạn nhớ tất cả đều là phép cộng nhá. Đến bây giờ bạn nào còn chưa thành thạo về cộng trừ đối với số tự nhiên và số nguyên thì các bạn nên xem lại phần lý thuyết, bởi vì nó sẽ khá là khó khăn nếu mà chúng ta nhìn vào một bài mà không phát hiện ra được một nhận xét nào. Đó. Thế thì ở đây âm 27 và âm 173 thì thấy được là nó đều là số nguyên âm mà cộng vào thì có vẻ như là nó là số tròn trăm, tròn trục. Bởi vì 7 cộng 3 bằng 10 đấy, đúng không? 2 cộng 7 là 9 nhưng mà nhớ 1 là 10. Còn số 6 này đuôi là 6 này thì bên này là số 4 cũng cộng vào là số tròn trăm, tròn trục, đúng không? Để chúng ta kết hợp vào. Như vậy mở một ngoặc vuông âm 27 cộng với âm 173. Đến đây rất nhiều bạn thắc mắc với cô là tại sao âm 173 người ta đóng ngoặc nhưng tại sao âm 27 lại không đóng ngoặc? Hay là người ta cho sai đề? Thực ra là số nguyên âm đứng đầu thì không cần phải đóng ngoặc các bạn ạ.
Nhưng những số nguyên âm tiếp theo thì đều phải đóng ngoặc hết nhá. Cộng với 34 166. Đây là ngoặc tròn đúng không? Và cộng với âm 50. Cộng hai số nguyên âm thì đặt dấu âm ra ngoài, sau đó là cộng hai trị tuyệt đối. Hoặc là chúng ta hiểu là cất cái dấu âm đi, cộng xong rồi thì mình lại đặt dấu âm vào. 7 cộng 3 là 10 với 0 nhớ 1. 2 cộng 7 là 9 nhớ 1 là 10 với 0 nhớ 1. Vậy thì 1 cộng 1 là 2, âm 200. Bên này 4 cộng 6 là 10 với 0 nhớ 1. 3 cộng 6 là 9 nhớ 1 là 10 với 0 nhớ 1. Còn số 1 thì cũng là 200. Bây giờ mình cộng từ trái qua phải thì thấy được là âm 200 cộng 200. Hai số đối nhau nên kết quả bằng 0. 0 cộng âm 50 thì bằng âm 50. Đấy. Chỉ là có 3 chữ bằng, à 3 dấu bằng thôi, nhưng mà các bạn biết được là những kiến thức mình sử dụng ở đây là gì. Ở đây mình sử dụng tính chất giao hoán kết hợp với tính chất kết hợp. Ở dưới mình dùng cộng hai số đối nhau và tiếp theo là cộng với 0. Phần B. Các bạn thấy được là chúng ta có hai lớp ngoặc, ngoặc vuông và ngoặc tròn. Có thêm lũy thừa, vì vậy mà mình ưu tiên thực hiện 9 trừ 2 trước, sau đó là bình phương, thực hiện trong ngoặc và bình thường, đúng không? Chép để đúng bước 1. Các bạn nhớ đây là phép trừ, còn đây là phép nhân. Chúng ta phải ghi thật đậm vào. Khi chưa biết là đóng ngoặc như thế nào thì mình cứ ghi đáp án trước nhé. Thì 60 trừ đi 9 trừ 2 bằng 7 đúng không? 7 bình phương. Nhớ này, 7 bình phương thì nằm bên trong ngoặc chứ không phải nằm bên ngoài. Đó, và đây là phép nhân với 3. 60 trừ đi 7 bình bằng bao nhiêu? Lũy thừa thì bằng từng đó số 7 nhân với nhau, tức là hai số 7 nhân với nhau. 7 nhân 7 bằng 49. 60 trừ 49 nhân 3. 60 trừ 49 bằng 11. 11 nhân 3 bằng 33. Đó. Kết quả bằng 67. Đối với phần B thì mình không cần phải sử dụng bất cứ một tính chất nào đặc biệt cả, mà mình thực hiện đúng quy tắc trong ngoặc trước, trong các dấu ngoặc, và mình thực hiện từ bên trái qua bên phải, nhân chia trước, cộng trừ sau. Đó. Và phần C thì các bạn nhìn thấy được là ở đây là phép nhân và phép cộng, thấy được 38 chung và mình sẽ áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng, đúng không? Cô sẽ thực hiện luôn ở đây nhé. 38 nhân 63 cộng với 37 nhân 38. Đương nhiên đặt 38 ra ngoài, trong còn 63 cộng 37. Và tổng tiếp à, tổng trong ngoặc bằng 100 nên đáp án là 3.800. Phần D thì mình thực hiện bỏ ngoặc đi hoặc các bạn tính trong ngoặc cũng được. Nhưng tại sao biết là nên bỏ ngoặc? Bởi vì âm 79 và âm 79 thì nó trừ đi thì nó sẽ hết đúng không? Đó. 15 và 15 cũng thế. Nhẩm thì cũng biết ngay đáp án chỉ còn 2022. Đó. Thì cô sẽ thực hiện luôn ra đây nhá. 2002. Cái ngoặc đầu tiên này không viết gì ở đằng trước nên là dấu đằng trước là dấu cộng, giữ dấu. Trừ 79 cộng 15. Cái ngoặc thứ hai có dấu trừ ở đằng trước, vậy mình đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Và đang dấu trừ thành dấu cộng đúng không? 79 này trừ 15. Đó. Và bây giờ thêm một bước nữa cho chắc chắn, đó là mình đi nhóm. Các bạn nhìn thấy âm 79 và 79 chưa ạ? Đó. Thì có thể đặt dấu trừ ra ngoài hoặc chúng ta đặt dấu cộng nhé. Trong là âm 79 cộng 79. Tương tự với 15 thì mình được là 15 trừ 15.
Nhớ này, khi mà đặt dấu cộng ở trước ngoặc giữ dấu thì trên này là âm 79 và 79 thì đúng quá rồi đúng không? Ở dưới 15 và trừ 15. Đương nhiên đây bằng 0 và đây cũng bằng 0. Đáp án chỉ còn là 2002. Kết thúc bài số 1. Để được 2 điểm thì đây là điều rất cơ bản. Bạn nào mà làm mất điểm ở bài này thì cực kỳ là tiếc. Và các bạn nhớ là mình phải làm thành thạo được những cái bài dễ đầu tiên thì mới tự tin để làm những bài tiếp theo, đúng không? Và nếu bạn nào còn chưa được điểm tối đa ở bài này thì chúng ta hãy rèn luyện thật nhiều, thật kỹ về cái dạng bài thực hiện phép tính nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2 khá là quen thuộc, đó là dạng bài tìm x. Thì ở phần A, phần B thì các bạn cũng có thể đã gặp ở tiểu học rồi, là chúng ta thực hiện như bình thường thôi. Nhưng mà lên đến lớp 6 thì mình đổi phép nhân là có thể viết thành dấu chấm hoặc là bỏ đi trong trường hợp có số, có chữ các thứ đúng không? Thì nó sẽ hơi khác một chút thôi. Còn phần C thì các bạn cần phải quan tâm đến giá trị tuyệt đối. Phần D thì các bạn quan tâm về ngoặc. Bây giờ chúng ta cùng làm chi tiết từng phần. Đầu tiên đó là chép đề đúng. Các bạn nhớ dạng bài tìm x nguyên thì chúng ta kết luận x. Nhưng mà người ta yêu cầu tìm x nguyên nhá, thì mình sẽ xem xét nó có thỏa mãn là x thuộc tập hợp Z hay không. Bởi vì mặc dù mình chưa học về chuyên đề phân số, nhưng đối với tiểu học mình đã biết phân số là gì rồi, hay là số thập phân. Đó. Thì khi nó không nguyên thì các bạn phải loại ngay. Âm 3. Đương nhiên x bằng chuyển vế đổi dấu 15 từ vế trái qua vế phải bằng âm 3 trừ 15. Trừ hai số nguyên chuyển thành cộng với số đối bằng âm 3 cộng 15, và cộng hai số nguyên khác dấu thì có quy tắc. Nói chung là đến thời điểm hiện tại thì mình không thể làm quá lâu ở những cái thao tác này, mà các bạn nên thực hiện là nó thành thạo hơn, được chưa? Thì mình tính nhẩm luôn nhá. Tưởng tượng này, giống như mình nợ 3.000, nợ thêm 15.000 thì tổng cộng là nợ 18.000, đúng không? Số nguyên âm coi như là tiền nợ. Đó. Và đây chính là kết quả cuối cùng. Các bạn ghi cho cô từ thỏa mãn, bởi vì nó đã thuộc tập hợp số nguyên. Kết luận. Vậy x bằng âm 18. Nhớ này, khi trình bày ưu tiên là dấu bằng thẳng hàng, x thẳng hàng nhé. Phần B. 15 trừ đi 2 x trừ 1 bằng âm 3. Khi mà trong phép tính bên trái thấy được là có dấu ngoặc này, phép nhân và phép trừ, theo quy tắc tính toán, mình tính trong ngoặc trước đến phép nhân và cuối cùng là phép trừ. Còn khi tìm x, đi tìm ngược lại. Đó là chúng ta đi tìm liên quan đến dấu trừ này trước này, tức là coi 2 nhân với x trừ 1 là một x lớn và phải đi tìm nó. Sau đấy mình lại tìm cái trong ngoặc và cuối cùng mới là tìm x. Thì các bạn viết lại thôi. Các bạn có thể thấy được là 2 nhân x trừ 1 mang dấu âm. Nếu chúng ta hiểu được cách làm của tiểu học, đó là 2 nhân x trừ 1 đóng vai trò là số trừ, thì nó bằng số bị trừ trừ đi hiệu. Nếu không các bạn chuyển vế đổi dấu thôi, đúng không? Thì cô chuyển sang vế phải thì nó sẽ thành dấu dương. Tuy nhiên thì A bằng B thì B cũng bằng A, nên chúng ta lại đảo lại chiều, à tức là đảo lại hướng của hai biểu thức thôi, đúng không? Thì nó vẫn là 2 nhân x trừ 1 nhá. 15 trừ đi âm 3. Cách nào cũng được nhá, nó vẫn như nhau thôi. 15 trừ đi trừ 3, trừ với trừ là cộng, 15 cộng 3 bằng 18. Như vậy x trừ 1 bằng 18 chia 2 được 9, đúng không? X bằng 9 cộng 1 là 10. Thỏa mãn nhá. Bạn nào không tin thì có thể thay lại. Đây, thay x bằng 10 vào cái ban đầu thì trong ngoặc là trừ 9.
À 9 đúng không? 9 x 2 18, 15 trừ 18 bằng âm 3. Phần C. Các bạn ơi, chị tuyệt đối khác với ngoặc tròn nhá. Nhiều bạn là viết ngoặc tròn với chị tuyệt đối giống nhau. Các thầy cô không thể dịch được đâu. Và chúng ta đang bị mất lợi thế thì có thể không được điểm tối đa đâu. Ngoặc tròn là nó hơi tròn tròn, còn ngoặc trị tuyệt đối thì nó thẳng xuống. Trừ đi âm 5. Như vậy mình tính được trị tuyệt đối của x cộng 5 bằng 1 trừ đi âm 5 bằng 6. Trừ của trừ bằng cộng. Vậy trị tuyệt đối của một số nào đó bằng 6 thì trong trị tuyệt đối có những giá trị nào? À cái này cô đã nói rất nhiều rồi. Nhưng mà các bạn nếu chưa nhớ được thì chúng ta hãy nhìn lên đây, xem vào cách này. Đây là một cái x lớn luôn nhá. Cô coi là một x lớn này. Bằng A. Nếu mà cái A này bằng 0 thì x bằng 0. A âm thì x không có. Bởi vì là trị tuyệt đối thì luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Còn A dương thì x bằng A hoặc x bằng âm A, tức là bằng số đó hoặc đối của nó với A lớn hơn 0 nha các bạn. Còn A bằng 0 thì biết nó bằng 0 rồi. Vậy thì 6 này đang trong trường hợp dương nên x cộng 5 bằng 6 hoặc x cộng 5 bằng âm 6. Nhiều bạn đến đây mà vẫn viết trị tuyệt đối thì không đúng, bởi vì chúng ta đang xét cái x thôi chứ không liên quan gì có dấu trị tuyệt đối nữa cả nhá. Như vậy thì x đương nhiên bằng 1, 6 chia 5 bằng 1 hoặc x bằng âm 11. Kết luận. Vậy x bằng 1 x sẽ bằng âm 11. Phần D. 2x trừ đi 3 cộng x bằng 5 trừ 7. Nhiều bạn mới nhìn là thấy được là nó không khác gì câu B cả, bởi vì nó có cái ngoặc. Nhưng các bạn chú ý kỹ hơn thì bên này nó cũng có x. Câu B thì 15 nó không có x. Vậy nếu mà chúng ta thực hiện như bình thường là tính 3 cộng x bằng bao nhiêu thì không được, đúng không? Đó, mà các bạn nên phá ngoặc ra là nhóm 2x với x này. Khi phá ngoặc, dấu âm trước ngoặc đổi dấu. 5 trừ 7 bằng âm 2. 2x trừ đi x bằng mấy ạ? Hai cái kẹo trừ đi một cái kẹo bằng 1, đúng không? Đó. Hoặc chúng ta hiểu sâu hơn là đặt x ra ngoài trong còn 2 trừ 1. Tính luôn nhá, x bằng chuyển âm 3 từ vế trái qua vế phải đổi dấu. X bằng 1. Kết thúc bài số 2 thì cô nghĩ là nó cũng không làm khó được chúng ta. Nó chỉ yêu cầu mình thực hiện đúng các quy tắc liên quan đến chuyển vế đổi dấu, sự cân bằng giữa hai vế của đẳng thức, cũng như là chúng ta sử dụng về phá ngoặc này hay là kiến thức liên quan đến trị tuyệt đối. Thì các bạn cũng rèn luyện thật là nhiều, áp dụng thật nhiều về những cái này thì chúng ta sẽ thành thạo nhé. Bây giờ mình đến với bài số 3. Đối với bài số 3 tương ứng với 2,5 điểm, đây là lượng bài, đây là bài mà có lượng điểm khá là lớn, bởi vì nhiều bạn cô biết là ngại làm những bài có lời văn. Thì thực ra những bài này nó không khó về mặt lý thuyết, mà nó chỉ khó khi chúng ta chẳng hiểu đề nói gì cả và cũng không kết nối được là đời sống thực tế với kiến thức mình học được ở trên trường. Còn lại thì nó đều rất là dễ thôi. Thì cô hy vọng là các bạn yêu thích cái những cái đề tương tự như thế này về những yếu tố thực tế. Nào chúng ta hãy cùng đọc cái đề này. Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng 300 đến 400 học sinh. Tức là ước lượng. Biết rằng là nếu xếp hàng 5, hàng 8 hoặc là hàng 12 thì đều thừa một em. Tức là nó à tức là tổng là thừa đi một em. Nếu mà bỏ đi một em thì rõ ràng là nó sẽ vừa tròn xếp, đúng không? Tìm số học sinh của khối 6 của trường. Cô nghĩ rằng đây là bài điển hình thôi. Nhiều bạn đã gặp rất nhiều trong quá trình luyện tập rồi. Và nó thuộc phần nội dung
ước và bội của một số nguyên, hoặc ước và bội của số tự nhiên cũng được nhá. Thế thì tại sao lại liên quan đến ước và bội? Là các bạn có thể tự tưởng tượng được là khi chúng ta bỏ một bạn học sinh ra bên ngoài thì sẽ chia hết cho 5, 8 và 12. Vì vậy rõ ràng là khi trừ đi một học sinh thì x trừ đi 1 là bội, đúng không? Đó. Thì nó là bội chung của 5, 8, 12. Muốn bội chung thì mình lại đi tìm bội chung nhỏ nhất. Đó. Thì bây giờ cô sẽ giúp các bạn vừa tư duy và vừa trình bày cho bài này nhé. Thao tác đầu tiên của những bài giải toán có lời văn đó là đặt ẩn. Người ta hỏi là số học sinh đúng không? Mình sẽ gọi số học sinh khối 6 của trường. Là x. Khi gọi ẩn thì mình phải có điều kiện cũng như là có đơn vị. Đơn vị thì biết là số học sinh đây, nêu ở đây rồi. Và điều kiện là trong khoảng 300 đến 400. 300 sẽ nhỏ hơn x và nhỏ hơn 400. Khoảng thì nó sẽ không lấy 300 hay là 400 đâu nhá. Từ đây thì theo đề bài, đáng lẽ là phải chép cả cái câu này đấy, nhưng mà thôi, cô sẽ ghi luôn là theo đề bài ta có là x trừ đi 1 chia hết cho 5, đúng không? X trừ đi 1 chia hết cho 8 và x trừ đi 1 thì chia hết cho 12. Đó. Từ đây suy ra được x trừ 1 thì thuộc bội chung của 5, 8 và 12. Đó. Đây là một nhận xét cực kỳ quan trọng. Và đến đây thì chúng ta cũng được một lượng điểm của bài này rồi. Ta lại có, chúng ta phân tích ra thử số nguyên tố nhé. 5, 8 thì bằng 2 mũ 3, 12 thì bằng 2 bình nhân 3. Thì từ điều này, ba điều này mình suy ra được bội chung nhỏ nhất của 5, 8, 12 là đâu ạ? Bội chung nhỏ nhất thì mình chọn thừa số chung và riêng, sau đó lấy số mũ là các bạn thấy thừa số chung thì có được không có thừa số là chung đúng không? Riêng thì có 2, 3 và 5. Thế bây giờ các bạn tưởng tượng là lấy mũ như thế nào để nó chia hết cho tất cả? Đương nhiên là lấy mũ lớn nhất. Thì 5, 2 ở đây mũ lớn nhất là 3 đúng không? 3 thì mũ lớn nhất là 1 rồi, 5 mũ lớn nhất cũng là 1. Đáp án 8, 5, 40, 4 x 3, 12, 120. Do vậy, thấy được là cái này là thuộc bội chung, mà bội chung thì sẽ là bội của bội chung nhỏ nhất. Đó nhá các bạn. Từ đây suy ra được x trừ 1 sẽ thuộc bội của 10, 120. Nhớ này, cái này nó hơi khó hiểu một chút này. Bội chung của 3 số thì là bội của bội chung nhỏ nhất nhá. Và đương nhiên bội của 120 thì bằng 0, 120, 240, 360, 480, vân vân. Từ đây có suy ra được x thuộc tập nào không ạ? Mình trừ đi cộng thêm một đơn vị đúng không? 1, 121, 241, 361, 481. Đến đây phải nhớ điều kiện là nó thuộc trong khoảng 300 đến 400. Vì vậy mà chỉ có 361 là thỏa mãn. Mà 300 thì lại nhỏ hơn x và nhỏ hơn 400. Nên x bằng 361. Và mình kết luận thôi. Vậy số học sinh
Các bạn kết luận y hệt như câu hỏi người ta yêu cầu nhé. Và mình có thể thay thế câu hỏi trở thành câu kết luận đúng không? 361 học sinh. Kết luận là sau bài số 3 ấy, thì nó không hề khó để được 2,5 điểm mà cần chúng ta phải có các bước như sau. Bước 1 là mình gọi ẩn, bước 2 là từ đề bài, mình suy ra được điều gì. Bước số 3 là mình phải triển khai theo cách hiểu của toán đấy, đúng không? Là mình học bình thường tính toán cộng trừ như thế nào để ra được đáp án. Và có một cái bước phụ đó là đi so sánh với điều kiện. Thì các bạn nhớ là có một vài bài nó sẽ yêu cầu là phải là số nguyên, đúng không? Hay là số tự nhiên, hay là số thập phân, vân vân. Còn bài này thì đương nhiên biết nó phải là một số tự nhiên rồi. Và trong 300 đến 400 thì ra được kết quả này luôn, đúng không? Đấy. Thế thì kết thúc 3 bài 1, 2, 3 thì chúng ta dễ dàng có thể lấy được là 6,5 điểm. Đó, nó rất là đơn giản thôi. Và mục tiêu là mình phải được cao hơn điểm số này. Nên là các bạn hãy rèn luyện thật kỹ để tự tin cho những cái dạng bài ở phía trước này. Và đến với phần 2 thì cô sẽ giúp chúng ta chữa chi tiết cho những cái bài tiếp theo nhé. Các bạn hãy đăng ký và theo dõi để nhận được bài một cách đúng thời gian nhất. Và chúng ta sẽ ôn luyện thật tốt để cho cái bài kiểm tra cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo.